Tôi mới trang bị được một món vũ khí mới, đó chính là cái thủ bột cầu các bro ạ. Với cái món vũ khí này thì ôi anh đầu TV, theo các bạn ai là người mạnh hơn? Nếu các bạn chọn anh đầu TV nâng cấp thì hãy ấn vào nút like. Còn nếu bạn chọn quái vật toilet chùm thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh. Còn bạn nghĩ cả hai mạnh ngang nhau thì hãy ấn vào cả hai nút nha. Ngăn cả tôi không lao để tiêu diệt cái bọn quái vật toilet rồi. Anh ấy đưa cho tôi một cái kính để có thể cán lại những cái tia bức xạ, làm cái bọn quái vật toilet nó điên loạn luôn. Ôi em hâm mộ anh đầu TV quá anh ơi. Ôi trời ơi, anh cười với tôi kìa. Mua.